các chị mệt quá xíu nữa, mỗi chị cái gối nằm xem như rạp chiếu phim. Các chị cứ ngả ra đi cho đỡ thương cái lưng ấy, ngồi đau này lưng này. À, đau lưng lắm. Này tôi không biết nha, tôi nói nghe nè, 30 cái bà này năm nay gặp nhau là bà nào có event đều 29 bà còn lại phải dự nha. Yeah. 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 Chị ơi, chị ơi. Tiền nhá. Chị ơi chị. Mỗi người được một cái thôi. Em sẽ tặng cuối năm nay em cưới. Ok. Tới chị ơi em làm cùng dâu cũng được. Chết rồi phải chạy KPI cuối năm cưới. Nhớ nha, được 30 đứa, được 29 đứa nha. Yeah. Hứa luôn, ok không? Ok. Ok. Ô, uy tín. Để em chạy KPI cưới trong năm nay. Ok luôn, nghĩa là không giới hạn thời gian mà mỗi đứa được mời một lần. Được chưa? Chọn chưa? Okay. Còn lần thứ hai là chơi chén. Lần thứ hai là chạm gấp đôi. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quang Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.